Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của sự điều độ. Điều độ nghĩa là gì? Tiết chế hoặc tự kiềm chế trong hành động, tuyên bố, vân vân. Tự kiểm soát, thói quen điều độ trong việc ham mê, sự thèm ăn hoặc niềm đam mê tự nhiên, đặc biệt là trong việc sử dụng rượu có cồn. Ví dụ về tiết độ là gì? Về các định nghĩa về tính khí, ôn hòa được định nghĩa là thể hiện sự kiềm chế trong việc ăn uống và đặc biệt là tránh uống rượu. Một ví dụ về sự tiết độ là khi bạn không uống rượu. Làm thế nào để bạn rèn luyện tính điều độ? Dưới đây là một số lời khuyên hữu ích trong việc thể hiện đức tính tiết độ của đàn ông. Thứ nhất, phân tích cuộc sống của bạn và cụ thể. Thứ hai, phân tích lĩnh vực mà bạn thiếu tự chủ. Thứ ba, đặt mục tiêu dễ dàng hoàn thành. Thứ bốn, luôn có trách nhiệm. Thứ năm, xem xét tiết độ của bạn thường xuyên với những người khác. Thứ sáu, từ chối chính mình. Thứ bảy, đừng loại bỏ mong muốn của bạn khi khỏi cuộc sống của bạn. Tiết độ có phải là một đức tính tốt không? Trong tôn giáo Cơ Đốc, tiết độ là một đức tính tiết chế sự hấp dẫn và ham muốn lạc thú và mang lại sự cân bằng trong việc sử dụng các sản phẩm được tạo ra. Gần đây hơn, trong tâm lý học tích cực, tính ôn hòa được định nghĩa bao gồm 4 điểm mạnh của tính cách chính: tha thứ, khiêm tốn, thận trọng và tự điều chỉnh. Tôi có thể cải thiện đức tính của mình bằng cách nào? Đức hạnh được phát triển thông qua học tập và thông qua thực hành. Như các nhà triết học của Aristotle đề nghị, một người có thể cải thiện mình hay cố nhân vật bằng cách thực hành kỷ luật tự giác, trong khi một nhân vật tốt có thể được lặp đi lặp lại hỏng do sự sa ngã. Đức tính tốt là gì? Đức hạnh theo định nghĩa là đạo đức xuất sắc của một người. Những người xuất sắc về mặt đạo đức có tính cách được tạo thành từ những đức tính tốt được coi là tốt. Ví dụ như họ trung thực, tôn trọng, can đảm, tha thứ và tốt bụng. Những đức tính cần được trao dồi để trở nên phổ biến hơn trong cuộc sống. Điều độ nghĩa là một đức tính gì? Tính ôn hòa trong cách sử dụng hiện đại của nó được định nghĩa là sự điều độ hoặc tự nguyện, tự kiềm chế. Điều độ là một trong 6 đức tính trong phân loại tâm lý học tích cực, bao gồm trí tuệ, lòng dũng cảm, lòng nhân đạo, sự công bằng và tính siêu việt. Bạn sử dụng điều độ như thế nào? Các ví dụ về câu ôn hòa. Thứ nhất, sinh vật này đã thành công bằng những cách khác ngoài sự ôn hòa và thuần khiết. Thứ hai, ông tích cực quan tâm đến hòa bình, tiết độ và phong trào chống chế độ nô lệ. Thứ ba, đó là tại một cuộc họp ôn hòa. Thứ bốn, để phù hợp với những mong muốn của giáo hoàng, ông đã sống trong sự huy hoàng tuyệt vời. Tuy nhiên, tính cách ôn hòa và khiêm tốn của ông ta không bao giờ bị nghi ngờ. Tiết độ có phải là món quà Chúa Thánh Thần không? Đối với đức tính tiết độ, không có quà tặng nào được chỉ định trực tiếp, nhưng món quà của sự sợ hãi có thể được coi là như vậy. Vì nỗi sợ hãi khiến ai đó hạn chế bản thân khỏi những thú vui bị cấm đoán. Tác động của phong trào điều độ là gì? Tuy nhiên, lệnh cấm quốc gia đã không ngăn chặn được việc sử dụng rượu, và ngoài ra còn dẫn đến việc sản xuất rộng rãi loại rượu nguy hiểm, không được kiểm soát và không có thuế. Sự phát triển của tội phạm có tổ chức và bạo lực gia tăng và tham nhũng chính trị lớn. Phong trào ôn hòa tác động đến xã hội như thế nào? Một trong những điều nổi bật hơn là phong trào điều độ. Những người ủng hộ tính cách ôn hòa đã khuyến khích những người đồng hương Mỹ của họ giúp giảm lượng rượu mà họ tiêu thụ. Hội hiệp Temperance Hoa Kỳ đã xuất bản các đặc biệt và thuế diễn giả để mô tả các tác động tiêu cực của rượu đối với con người. Luật điều độ là gì? Các tiết độ di chuyển là một phong trào xã hội đối với việc tiêu thụ
đồ uống có cồn. Điển hình là phong trào khuyến khích giáo dục về rượu, và nó cũng yêu cầu thông qua các luật mới chống việc bán rượu, hoặc các quy định về việc cung cấp rượu, hoặc cấm hoàn toàn rượu. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.